tin nóng trong ngày là một vụ mất tích vừa xảy ra tại tòa nhà X, nơi dạo gần đây diễn ra liên tiếp các vụ mất tích đầy bí ẩn. Được báo cáo vào chiều ngày hôm qua, nạn nhân lập thành tích ngoại hình tài giỏi, đang là thực tập sinh ưu tú của công ty UN Entertainment. Theo quan sát của người dân, nghi phạm là một thanh niên với ngoại hình khôi ngô ưu tú, mũi cao mặt V-Lai, thường xuyên khoác lên mình chiếc áo bomber jacket hood của Fuxico mà tôi hằng mơ ước, thoát lên vẻ chất chơ và bí hiểm không ai sánh bằng, hay đi quanh quẩn khu xảy ra các vụ án. Người dân ngày càng e ngại về sự an toàn và nhiều người đã có ý định chuyển đi nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Ôi sao mấy bữa nay mấy thằng đình trai mà nó ác dữ vậy trời. Trời ơi, em còn chưa là chồng nữ. Em mà ở cái khu này có mà trời ơi, khu gì mà không có an ninh an toàn gì hết. Rồi mai mốt làm sao mà tôi dám để con cái tôi ở đâu vậy? Trời ơi, trời ơi. Sớm. Lòng tha thiết buông theo tiếng đàn.